Tôi bắt được một cánh từ rất là hay ho. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Đây là quán trọ thứ hai nè. Anh ấy đang ghi tên những người chơi ở đây. Có ai muốn chọn khán giả xem không? Đây đây. À rồi rồi rồi. Đây. À ok. Chị nhậu cho xem không? À. Đêm đầu tiên. Đêm đầu tiên. Đây là sói. Ai sói con đâu? Sao anh đi sói con nè. Đó là tiên tri các bạn. À đây thám tử, đây thám tử. Đây. Ai thì chắc là cũng biết. Đây là IS nè. Tôi biết. Đứng tắt. Đây, yêu tên, yêu tên. Đưa ai đó. Nhanh lên. Rồi, tiếp chơi. Lợi là hy sinh. Dạ. Em có nghi ngờ ai không? Không. Chỉ còn lợi hiếm lợi. Chỉ em lợi. Chỉ ai thì cho con. Rồi con biết họ sẽ tìm cách. Rồi chưa? Rồi ghế nhờ đủ tiếp. Tôi là trắng rồi. Giờ này anh chấm cho anh đi. Dạ. Tôi cho anh em. Anh Yên nói nha. Đây, hai cặp tình nhân. Muốn sashimi anh. Rồi. Thật là đáng tiếc. Thắng tử. Coi cháu cũng hằng tâm tình á. Bỏ bài. Tu sĩ. Ai không? Bỏ quyền không ba thuốc. Có thì ba không có hàng để mình nói giờ. Đúng rồi, yêu tên. Oh no. Ok. Dạy. Đêm qua một người cho đi. Chào mừng em, tôi biết là ai nè, mà không nói đâu. Một phiếu trắng. Rồi là một phiếu trắng rồi. Thảo Yên là ai đó? Đây là số lượng người còn lại. Tiên chi, tu sĩ, ca trai nào, tu sĩ đã tu hoài được tham, cả sĩ đó nữa, tu sĩ không có mình, có thể có kẻ hai.
Đây là khuôn mặt của Niên. Đi chết đâu. Hãy chiêm ngưỡng chân dung của rồi một con người tội nghiệp phải ra đi. Người bảo vệ như quyết định khá thông minh đấy. Không muốn ảnh vô em nữa. Đây nãy bị nghi ngờ. Thì ở dưới đang rất căng thẳng thì hai anh niên này đây coi hai anh niên làm nè. Đấy, đấy. Đó, đấy giờ à, rảnh rồi.
ảnh rồi, ảnh rồi, anh đây rồi. Quay là diễn viên chính. Ồ, là tiền gì chính xác. Ủa đi mua máy rồi. Ủa là tối này đi mua máy được không? Còn tranh luận rất căng thẳng của anh em. Tôi bắt được một cảnh tượng rất là hay ho. Để phút bị hổ cái còn. Đây là mì cao. Gương mặt bất lực hai anh em nè. Dạ đây anh đang cứ đầu quá. Gương mặt bất lực. Bất ngờ quá, bất ngờ quá. Rồi lên anh nhắc liên tục. Bất ngờ là cũng sai. Có mặt rồi. Làm sao làm đủ mặt để chữa đó. Nhớ tới cái ông xin lỗi cái họ. Thật là bất ngờ. Khi mà các bạn nói là bị sói lừa. Anh tôi cũng bị lừa nghe. Giác chắc là đau lòng. Tôi thật là muốn lắm khi bao giờ em một con sói. Đây một con sói rất là thông minh. Con sói rất là anh chơi về sống được có bị nó quẩy luôn. Ai nói chơi video hôm nay là kết thúc, hẹn gặp lại video lần sau. Ô xe thanh niên là vì đây anh em này muốn nghỉ nghỉ luôn mà nè, rồi lên lên khăn rồi nè. Làm cái gì vậy?